Hello công, tôi đang chuẩn bị đợi đi CC. À đợi đi Devin. Nó rất là đông và rất là lag. Khả năng là không dễ dàng gì. Bởi vì team tôi có hai người thôi mà trong đấy phải điều khiển cả 5 ác. Thì tôi điều khiển hai ác, còn ông bạn tôi điều khiển 3 ác. Nó giật lag như này thì tỷ lệ đi rất là khó. Lần trước có đi chỉ được hai ác nhưng mà tôi lại out, cho nên là nếu như mà đi thành công cả một team thì sẽ là lần đầu tiên tôi đi Devin, sẽ là lần đầu tiên tôi đánh Devin, cứ coi như lần đầu tiên đánh Devin đi. Đấy. Tôi mới đăng level 428 thôi, không có cao cho lắm đâu. Mà trong đấy giới hạn level của nó là đến tận 5 bao nhiêu cơ. Chỉ có thể đi, chỉ có thể đứng một góc thôi. Chứ cũng chả làm gì được, không cá hơn. Ây, nó rất nguy hiểm này. Đi mà di chuyển như này sẽ rất nguy hiểm. Hãy lựa chọn cho mình một cái vị trí tốt. Thì để đến lúc ấn, chỉ cần ấn cái ALT, ATL ấy, ALT ấy, để nó há cái hàm răng này ra, xong nó mình click vào là xong đúng không? Đấy, chứ để mà di chuyển như vừa rồi là rất là nguy hiểm. Đấy, 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 rất là đông. Mặc dù nó cũng cái tỷ lệ mà mọi người đi vào cái Devin đúng cái phần mình đi ấy nó sẽ ít, nhưng mà bởi vì tất cả nó đều phải tụ họp hết về đây để đi ấy, cho nên nó dẫn đến tình trạng tỷ lệ giật và lag, delay mất tầm độ 2 giây là chuyện là rất là bình thường. Cho nên là các bác phải chuẩn bị tinh thần và đứng sát vào con kia để cho nó dễ chịu. Ấy nhở, ấy nhở. Đấy giờ, bây giờ lại còn vứt mana vào đây này. Cho anh nhìn thấy khốn nạn chưa? Đấy, quá là khốn nạn luôn. Bây giờ cánh Win 3 kìa. Đấy các bạn thấy chưa? Còn ném mana vào nữa. Đấy, rất là khốn nạn. Mới 8 và 15 thôi mà trong đấy 8 và 20, hình như là 8 và 20. Bây giờ mình không dám làm gì khác hơn. Trời ơi, được con MG thôi. Đấy, cậu nhìn chưa? Được mỗi con MG. Cậu nhìn chưa? Ôi, con EE nữa. Được MG với EE. Các ông nhìn chưa? Nó quá là khó khăn luôn, thật sự là quá khó khăn luôn đấy, chứ không phải là vừa đâu. Đấy. À. Cho nên là rất là nguy hiểm và khủng bố. Các ông nhìn thấy chưa? Nó quá là khó khăn luôn. Không nói sai tí nào luôn, nó cạnh tranh khốc liệt về cái khoản Devin này. Mặc dù mình tiêu tiêu thôi nhưng mà ấy quá. Ôi không mở đấy shop à? Không mở đấy shop vậy thì không không ấy được cái mana hay cái gì gì rồi. Quá là căng thẳng. Thật sự là căng thẳng. Đấy. Các bác nhìn thấy chưa? Chán đời chưa? Bây giờ đứng chây gì ra đây, mua đồ hết rồi. Chán. Quá chán.
chuyển cái này sang số 1. Quẩy ra dễ. Thôi cho đi cho ra ngoài, cho đi đập đá, nhặt đá, nhặt lá đá ông bơ vậy. Đây là lần đầu tiên các bác hãy thông cảm, là lần đầu tiên mình đi, lần đầu tiên mình đi Devin nhá, lần đầu tiên, lần đầu tiên mình đi Devin, cho nên là có vấn đề gì nó sai sai, không đúng theo quy chuẩn của đi Devin ấy thì các bác thông cảm một chút nhé. Mình không thuộc kiểu người xanh cho lắm. Cho đi nhặt lá đang mơ rồi. Còn một slot không ai bắt gì à? Pokemon Capi Fissile. Đây là có hai người đi với nhau rồi. Cái này là có hai người đi với nhau. Nhiều người ấy cho con ép bút vào ấy, xong là cho thêm một con chính của mình ấy, xong là vào bút free ấy để lên level nhanh hơn đi. Đấy. Hoặc cũng có thể là cày ấy, cày bình thường cái kìa, cày rút rồi hay cày gì đấy. Mình có 428 thôi. Mình đang tính bảo là chuyển sang MG ấy, thì bởi vì mình đang tăng cái này ấy, thì MG thì nó cũng dùng cái này đúng không nhỉ? Mà mình cái này là mình không hiểu, nhưng mà mình nghĩ là bởi vì MG thì cũng sẽ dùng đến mana với AG nhiều, thì cũng phải tăng cái này lên để mà auto nó hồi mana với hồi AG nhanh hơn đúng không? Đấy thì mình đang suy nghĩ như vậy. Cơ mà đi Devin là mình chưa đi lần nào, nhưng mình không biết là nó có thọ nổi hay không nữa. EE thì nó rơi tầm khoảng 460 liver. Cho nên sẽ biết thế nào. Chuẩn bị được 6 giây rồi. 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Action! Go, 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 oh, oh yeah! Ba, 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 ba. Không auto được à? Ô, không đánh à? Ui rồi máu kìa, ui rồi. Không ổn rồi, có vẻ không ổn rồi. Có vẻ không ổn rồi, máu này có vẻ không ổn rồi. Mình đã đeo Santa, đeo con rơi. Ủa, đúng lực Moro nhỉ. Anh thế. Ui dồi, phát cũng dở. Ui dồi, hết mod luôn. Đúng là gần
nó đi vào cao khác. Cái này không tính điểm ở đây luôn, nó không hẹn tính điểm. Mình đang win để thả ấy kìa. Chưa sướng chưa. Thích thế. Mình đánh tên, mình đắc gót quẩy kim rút bên này và ép quẩy kinh. Về thế mà cơ lại chạy chèm đúng hết đỏ lửa rực lửa. Ôi mình chơi nhưng mà tính cho nó như thế nào bao nhiêu ba nè. Mana không hết à? Không hết mana. Mình không biết chơi pin thế nào chứ mình chỉ tìm hiểu là David nó có 5 đợt quái, là 4 đợt quái gì đấy. Từng đợt 1, như ví dụ như David này này, là từ level 400 cho đến level 549 hình như là vậy. Đấy, thì nó rơi tầm đợt quái đầu tiên là đợt quái của K3 quay đầu. Party thường thường là phải tầm 2 giây để cho nó quay về vị trí cũ. Thì nếu như mà nó cứ solo nó chạy đi, chạy ra một góc, bút FCE nó chạy theo ấy, cái nguy hiểm đấy. Đây là quái thứ hai đúng không? Là cái quái của con map của One không biết gì. Đây là quái của cái map này, là mod của cái map. Đây là map One, Ram of Fire. Đấy. Thảo rơi mình chết đấy. Mana đi chút. Nghĩ xem nó chưa được nhập đồ đúng không? Không hết bằng này mana. Đi nhập đồ. Nhặt mấy cái mắt này này, thấy các thứ đúng không? Bán bằng tiếng gen mà auto chứ đúng không? Ở về thực ra con này chỉ nhặt thì thôi, ở nhà, tôi nghỉ ở nhà. Đây là nếu ổn thì vẫn là phải kiếm tiền auto chứ đúng không? Chứ không lấy tiền đâu được auto. Bắt đầu là lên
hàng loạt lên hết cái mod tiền rồi đấy. Đấy là những con mod ở map 400 và map 380 map của Quang. Nếu như để auto ấy, thì để auto thì nó tự động nhặt đồ hơn nhưng mà nguy hiểm. Mình bắt đầu chuẩn bị hết đợt 2. Trên kẽ đề đang trên kẽ giữa đợt 2, đợt 1 và đợt 2 là bao gồm cả mod của K3 quay đầu và mod của Quang. Mình không hết mana bởi vì cầm cái kiếm này này, auto mana trên 8. Nó bị dính độc cho nên là máu tụt nhanh hơn, chứ không mình đã tháo rơi rồi. Devin là cái mạng chơi đó là hay nhất trong mẫu Devin và DCC. CC Devin và Loop. Mình chưa tham gia những sự kiện khác. Không giành chiến thì cũng gọi là tiêu tiêu thôi, nhưng mà cái Devin này phải nói nó hoành tráng bởi vì nó rất là nhiều mod đúng không? Thời gian đánh lâu. Đánh coi như đánh mỏi tay nhưng mà chơi sẩy thì là cũng sẽ chết như bình thường. Mình thấy thích, nó hoành tráng, nó có rất nó kết hợp rất nhiều mod khác nhau, các map khác nhau để cho người chơi có thể trải nghiệm cái thời gian đầu chưa biết những map cao hơn ấy. Đấy. Như mình chẳng hạn, mình cũng chỉ có hay đánh ở map của ba mà nhiều thôi, còn những map trên cao hơn nữa thì mình có đánh nhưng mà chi giảm mới đánh thôi. Đấy. Thì mình sẽ hiểu được cái hình dung này như thế. Nhờ một chuyến Devin chưa lên nổi 1-3 thì khá thất vọng đối với mình, nhưng mà thực ra cũng là do mình thôi, bởi vì mình thường đến những sự kiện này người ta là mua bút đồ, mua full bút đúng không, bút các thứ này cái này các kiểu của đa điểm, mà mình chả có gì đâu hết rồi, chết hết chính xác rồi, chết. Bữa nay AI này khỏe thật, Pokemon này khỏe thật, cứ đứng đi một chỗ bút thôi, còn nó đang lo cảm biệt về thì cứ thế mà đi bắt đầu đi bút. Mà giờ ấy mà không cầm cái kiếm quét rác này và Devin chém lửa xem là chẳng nhẽ dùng skin đúng không, hai kia rồi nhỉ. Đây rồi, cho nên là gọi thường là gọi mà gọi đa số là mà gọi em mà gọi đi là nhiều, chứ còn là hai mà gọi là đi là ít. AMG đi khó nhưng mà tỷ lệ ít hơn. Nhưng mà mình vẫn thích chơi mà
Ấy, máu kìa, máu kìa. Thôi xong rồi. Mình đã rồi mà, mình đã để ý, tay mình đã luôn luôn ấn máu rồi. Master Boot cũng chết. Mình đã, tay mình đã để ý máu rồi. Chứ không phải là không, máu xuống dưới 300 là mình đã ấn máu luôn rồi, nhưng mà ấn không kịp. Nó lag mà. Cho nên nó delay không kịp máu, hồi máu luôn. Đấy. E cũng không bút kịp. Một sự khó khăn. Nhưng mà tất nhiên là cũng là một sự khởi đầu cho để em này cũng chết. Một sự khởi đầu cho cách để mà hiểu biết đi Devin nó như thế nào. Nó ra làm sao. Đây cũng là một cái điểm nhấn để mình để mình có thể gọi là học tập và đúc kết kinh nghiệm. Ok. Video được thực hiện bởi bia hơi 5k một cốc. Không chết hết. À không phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.